Sở Y tế Kiên Giang tổ chức tiếp nhận và phân bổ 4.500 túi thuốc điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại nhà. Mỗi túi thuốc gồm 6 loại thuốc điều trị và hỗ trợ như giảm đau hạ sốt, thuốc giảm ho, tăng cường sức đề kháng, bù nước và điện giải, điều trị sổ mũi, sẽ được phân phối cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị tại nhà trên địa bàn các huyện Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Rạch Giá, Kiên Hải, Giang Thành, Dòng Tiền và Hòn Đất. Toàn bộ số thuốc trên được công ty nông dược Duy Thành hỗ trợ trao tặng.